Punjana chama hanaga atadanto tato varam varamasa taradanta ajaniya jasintawam Punjana chama hanaga atadanto tato varam Varamasa taradanta ajaniya jasintawa kunjana jambahanaga atadanto tato varang. Tốt thay con là thuần thuần chúng loài ngựa sinh đại tượng voi có ngà tự điều mới tối thượng. Đó là thổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con na tinh thục quý thay, ngựa kỳ ngựa quý tung mây quý là. Quý hơn voi lớn có ngà, quý hơn tất cả chính là tự chính ta tự điều. Đó là thổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã trả bài xong rồi, xin mời cô Nhật Quỳnh nhé. Dạ, sa thú làm thai. Kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Cha Rí. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Thai Giá và con xin được ôn bài câu pháp quốc kinh số 322. Varamasatara Danta Achaniya cha xin tha hòa quần cha ra cha ma hà na ya at ta đành tô ta tô qua rằng qua ra mắt sa ta ra đành ta a cha ni ya cha xin tha hòa quần cha ra cha ma hà na ya at ta đành tô ta tô qua rằng Paramasatara danta achaniya cha sinh tha hoa quần cha ra cha mahanaga atta danto tato hoa rằng Paramasatara danta achaniya cha sinh tha hoa quần cha ra cha mahanaga atta danto tato qua rằng Paramasatara danta achaniya cha sinh tha hoa quần cha ra cha mahanaga atta danto tato qua rằng tốt thay con la phần chủng loài ngựa sinh đại tượng voi có ngà tự điều mới tối thượng. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Varamasataradanta Achaniya cha xin tha hoa quần cha ra cha mahanaga atta danto tato qua rằng Varamasataradanta Achaniya cha xin tha hoa quần cha ra cha mahanaga atta danto tato qua rằng con la tinh thục quỷ thai ngựa kỳ tung mây quỷ là quỷ hơn voi lớn có ngà quỷ hơn tất cả chính ta tự điều. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn vừa quan lâm vào đạo tràng. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh đã thấy được bàn tay của Sích Tâm Hương.
Dạ, mời Tâm Hương trả bài xong, Tâm Hương thỉnh Pháp Sư, thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn luôn. Được Tâm Hương, nếu được thì tiếp tục nha. Dạ, kính mời Tâm Hương. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Ma Giá, Dạ Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính định lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc có pháp cú dạ số 322, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ Tâm Phương đi bị trễ quá. Dạ Quá ra mát sát ta đàn ta a cha ni ya ca sĩ tha quà quyền trà ra cha ma hà na ga Atta đàn tô ta tô quá rằng quả ra mặt sang ta ra đánh ta a cha ni yang cha si tha wa chín cha ra cha ma ha na ga Atta đàn tô ta tô quá rằng Quá ra mắt sa ta ra đánh ta A cha ni yang ca si tha qua Quyền cha ra cha ma ha na ga An ta đánh tô ta tô quá rằm Tốt thay con la thuần Thuần chủng loại người sinh Đại tượng voi có ngà điều mới tối thượng và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con la tinh thục quý thay ngựa kỳ ngựa ký trung mây quý là quý hơn voi lớn có ngà quý hơn tất cả chính ta tự điều và thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và kính mời tất cả Phật tử cùng Tâm Phương chúng ta thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Chúng sanh tất cả bốn hàng như sáng trong nước vinh quang luôn chờ trời lỡ mọc lặng nhờ ánh sáng rổ hoa lành rải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngâm khẩn khoản Phật lời những chẳng dĩ hơi quyết lòng mở áo dây đời nhắm vườn long cả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được ném hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở giáo pháp 45 hạ giam vạn toàn lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ trích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chôn ni tôi mê cầu được tí tí vang toàn và Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính định lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn và tâm lớp học đã sẵn sàng con kính thỉnh Đại Đức nhận biết để giảng bài học hôm nay cho chúng con xin nhận biết lại cho Đại Đức ạ. Dạ, hôm nay
Chúng con vào trễ bởi vì đang làm chánh điện chỗ thờ Đức Phật, làm mấy cái non bộ và cái gỗ để mà chỗ thờ Ngài, nên là mất nhiều cái công việc. Dạ thưa quý vị, nghe rõ chưa? Dạ alo. Dạ thưa quý vị, nghe rõ chưa? Dạ. À dạ, bây giờ để không mất thời gian, chúng con xin đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ avivādemi svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ lamassāmi supatipanno bhagavato savakassangho sanghaṃ lamassāmi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức Thế Tôn. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài đã mô phạm cho quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy chắc chắn sẽ gặt hái được vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu các ba la mật và thành tựu lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo thánh quả, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càn khát bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân Atula, nhiên chúa, ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Và nhất là phước báo này, mong cho tất cả chư Phật tử tùy hiện phước báo thanh cao này và cùng học hiểu, nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật để sớm hiểu chi được lý tứ thánh đế trong đời sống hàng ngày. Nam mô Bụt Tha giáo. Và con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh để Đức Pháp Tính. Và sư thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Thời gian lại trôi đi rất là nhanh. Cuộc sống của chúng ta dài thì bất tận, nhưng mà nó ngắn ngủi trong từng sát la. Thì chúng ta mới thấy rằng là chúng ta luôn luôn bỏ quên cái thực tại thấy nghe trong đời sống hàng ngày, và chúng ta chạy theo câu chuyện nên tham ái và vô minh, chúng bám líu vào những cái niết phá của các cái đối tượng thực tại khi chúng đã diệt mất, nên là những cái bóng ảnh, và chúng ta luôn nhớ và kết giao với chúng trong cái ý tưởng, nên là cái tà kiến nó sanh khởi. Chứ cuộc sống thực sự của thế gian này hay thế gian khác thì cũng chưa từng có con người nào cả, mà chỉ có những cái thực tại như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, cứng, mềm, nóng, lạnh, và rồi suy nghĩ miên man hết đời này qua đời khác. Và cứ như vậy, chúng cứ thay đổi các đối tượng. Do đó mà chúng ta để ý về cái thấy cái nghe thì chúng ta sẽ phá hủy được cái vòng duyên sanh. Chúng ta sẽ thấy được rằng ôi, sanh ra chỉ có nghe, rồi lại thấy mấy cái hình sắc đó, rồi lại mất đi, rồi lại thấy, rồi lại nghe, sanh diệt liên tục như vậy thì để làm cái gì? Thật là khổ đau. Mà lúc thì thương, lúc thì ghét, nhưng mà những cái đối tượng thị giác âm thanh này, chúng không phải là đàn ông, đàn bà, chúng chỉ là những cái sắc vô chi, sanh do vật thực sanh, do thời tiết sanh, do nghiệp sanh.
mà chúng ta dựng lên nhiều câu chuyện của cuộc đời và chìm đắm ở trong đó. Hãy thức tỉnh đi các bạn, thức tỉnh đi, chúng ta sẽ hiểu được diệu pháp của Ngài vậy. Bây giờ thì chúng con xin vào cái bài kệ số 323 này. Có kệ số 203 này thì cũng có 4 đoạn mà con xin đọc. Na hi e te hi ya ne hi gách chay ya ai gắt tăng bí sân yat tha tát na su đăng tê ná đăng tô đăng tê ná gách cha tí. Na hi e te hi ya ne hi gách chay ya ai gắt tăng bí sân yat tha tát na su đăng tê ná đăng tô đăng tê ná gách cha tí. Chẳng phải nhờ những phương tiện ấy, bằng những xe cộ, một người có thể đi đến nơi chưa được đi đến. Đó là Niết Bàn. Như là nhờ vào bản thân đã khéo được huân tập, do nhờ đã được huân tập mà người đã được huân tập đi đến Niết Bàn. Bài kệ này rất là thù diệu phải không? Có những người trí người ta nắm bắt từ đây chúng ta sẽ không bao giờ bỏ giáo pháp của Đức Phật. Hãy về với thấy nghe này rồi Niết Bàn cũng phải đến thôi. Đừng có bỏ chúng đi, bởi vì những cái đó là sự thật. Ai bỏ những cái sự thật, người đó bỏ qua chân lý. Cái từ là na hí e te hí ya ne hí gách chê giá há gách văn lý săn. Ngài dịch là chẳng phải nhờ những cái phương tiện như là bằng xe cộ, thuyền đưa rước, người ấy, một người có thể đi đến nơi chưa được đi đến. Như vậy chúng ta thấy là chúng ta rất dễ hiểu lầm là con đường bát chánh đạo, nhưng thực tế nó không phải là con đường. Chúng ta thường nghĩ là tôi phải đi đến Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn không thể đi đến. Chúng ta rất là bị hiểu lầm bởi những cái từ ngữ rất là nguy hại. Mà khi nào mà chúng ta tuệ chi được thực tại, sau đó chúng ta thấy cái sự diệt tận, tham diệt tận, sân diệt tận ở đó chính là Niết Bàn. Chứ nó chẳng có con đường nào để đi, tôi đi từng chỗ này đến chỗ kia. Và chúng ta học hiểu trong kinh điển thì chúng ta phải dùng cái từ ngữ để mà chúng ta giải thích. Nhưng mà chúng ta phải nắm bắt những cái thực tại này thì chúng ta mới không bị ngộ nhận. Cái từ ná hí thì chúng ta biết rồi, ná tức là không. Hay là ở đây ngài dịch là nói là chẳng phải. Chẳng phải ê tê hí là những cái nhờ vả hay. Và cái từ gia lê hí là gia ná, là một cái danh từ trung tâm. Trong cái câu kệ này chia theo sử dụng cách số nhiều, là nhờ những cái phương tiện như là xe, thuyền, vân vân, đó là vật chất để chúng ta đi đến chỗ này chỗ kia. Nhưng mà trong giáo pháp mà đạt đến Niết Bàn á, thì nó không phải đi bằng xe thuyền, mà đi bằng cái gì thưa quý vị? Con đường duy nhất đó là tứ niệm xứ trong đời sống hàng ngày. Và tứ niệm xứ này á, nó chỉ dành cho những người thực sự có chí căn bản, tức là
nhân duyên mà trong chánh pháp của Đức Phật, người đó sanh ra với cái lòng nội tâm tam nhân khi vào bào thai mẹ, và lớn lên đã có những cái duyên lành tích lũy và tin sâu lý nhân quả, và đã rất nhiều đời nghe dược pháp của Ngài và luôn luôn là tôn kính Tam Bảo. Và họ luôn luôn nghe cái diệu pháp, và họ khéo trắc ý trong đời sống hàng ngày một cách chân chánh. Họ không có chạy theo hư tưởng, họ không có chạy theo ai cả, mà họ tìm đến nguồn cội của giáo pháp. Mà giáo pháp là cái gì? Giáo pháp chính là những cái gì đang là sự thật hiển bày qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta. Ở tứ niệm xứ thì nó rất là khó, nên là người ta dễ lầm tưởng nó là một cái phương pháp nào đó. Nhưng mà không phải, nếu mà có phương pháp thì Đức Phật không thể ra đời. Bởi vì ở thế giới này đã có vô lượng phương pháp, mà trí tuệ toàn giác lên Ngài đã bỏ tất cả những cái loại thiền định tối thắng nhất, không đạt được cái sự chấm dứt khổ đau khi phiền não và vô minh nó vẫn còn. Và chỉ có con đường trung đạo khi mà chi kiến của Ngài, Ngài bỏ đi hai cái cực đoan đó và Ngài thấy ra được cái sự vận hành, cái sự nhân vận hành theo cái nhân duyên mà nó sanh ra các pháp. Và Ngài thấu triệt cái lý duyên khởi, lý duyên sanh, và Ngài thấy được cái con đường chánh chi kiến này sẽ diệt tận được chúng, tức là trực giác với cái vòng nhân quả như thấy, nghe, ngửi, đến đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Chúng ta đừng có thấy đơn giản cái thấy chính là quả của nghiệp đó. Cái nghe chính là quả của nghiệp ngay đây này, ngửi chính là quả của nghiệp. Và khi chúng ta thích, khi chúng ta vui, hay là chúng ta thấy rồi chúng ta hoan hỷ, chúng ta tạo phước, chính là nhân để tiếp tục một cái đời sống mới. Và lúc đó nếu mà cái nhân đó mà nó ly tham, nó đoạn diệt, thì ngay đó cái nhân đó cũng hướng tới niết bàn. Chúng ta cần phải hiểu rất rõ lên là đời sống này nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Rồi cái từ gách chê giá, cái căn của nó là căn găm. Động từ ở đây chia theo tha động từ là có thể đi đến, có thể đi đến. Tiếp theo nữa là từ agatang. Agatang là nó có hai từ kết hợp, là từ á cộng với gata. Nó là một cái tính từ trung tánh. Ở đây câu kệ này chia theo đối cách là chưa được đi đến niết bàn. Và bỏ cái từ á ra thì đó là cái nghĩa của nó là đã đi đến niết bàn. Tiếp đầu ngữ á tức là không, còn gá tá cái căn của nó là căn găm. Cộng với tá ở đây nó chia theo quá khứ phân từ, cái động từ nguyên mẫu của nó là gá chết tí. Và nó chia theo quá khứ phân từ nên là nó trở thành gá tá, là đã đến. Đí xăng tức là đí xá, là một cái danh từ năng tánh. Câu kệ này chia theo đối cách là hướng. Tiếp theo nữa là cái từ giá tha tát na su đan tê ná đan tô đan tê ná gách chê tí. Giá tha tát na, giá tha tát na thì nó gồm có một cái hợp từ gồm có hai từ là giá tha cộng với át tát na. Giá tha là một cái trạng từ quan hệ, cái nghĩa của nó là như vậy. Còn cái từ Atana hay là từ Atta đó, nó là một cái danh từ nam tánh. Ở đây chia theo sử dụng cách, chỉ theo
cái nghĩa là tự mình, tự mình. Sudantena, cái căn của nó là căn đâm, tiếp đầu ngữ là su, cộng mấy tát. Ở đây chia theo quá khứ phân từ năm, nó thuộc về năm tấm và chia theo cái cách sử dụng cách. Nó có nghĩa là do đã được khéo điều phục, do đã được khéo điều phục. Tiếp đầu ngữ xú là khéo hay là tốt. Cái từ đăng tê ná là đăng tá, là quá khứ phân từ năm tấm chia theo sử dụng cách. Do đã được huân tập, do đã được điều phục. Cái căn đâm của nó, cái nghĩa là điều phục. Còn cái từ cuối động từ gắt chất tí đó, là cái từ găm cộng với á cộng tí. Nó là một cái động từ, nó là thể tha động từ và chia theo hiện tại. Cách số 3 là đi đến. Và ở đây Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là thể năm chữ là chẳng phải loài cưới ấy đưa người đến Niết Bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Còn Ngài Thượng Tọa Giới Đức Minh Đức Triệu Tâm Ảnh thì Ngài phổ thơ là lừa voi hay ngựa tinh thuần đưa ta ngàn dặm đến gần tự do. Có người tự chế con đò núi sông chẳng ngại vượt bờ tới nơi. Đó là thể thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và phần thứ hai là phần nói về cái duyên sự của cái bài kệ này. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, bài pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài trú tại Cetavana và đề cập đến một vị tỳ kheo trước kia là một nhà huấn luyện voi. Và được nghe rằng một ngày kia đó thì vị này thấy cái người nài đang huấn luyện cái con voi ở cái bờ sông Achirawati, nhưng mà vị này không thể điều khiển được nó. Thì thấy vậy vị ấy chỉ cái cách điều voi cho cái người nài voi. Vì đó nói rằng anh hãy thọt cái đót này vào cái chỗ đó, cái chỗ huyệt đó, chỗ đó thì nó sẽ vâng lời anh ngay. Thì theo lời chỉ dẫn của cái vị đó thì người nài voi đã thành công. Thì chư tỳ kheo mới bạch chuyện này lên Đức Thế Tôn và Ngài cho gọi vị tỳ kheo đến và hỏi rằng: này tỳ khu, sự thật ra sao vậy? Và khi vị ấy xác nhận là vị đó đã chỉ cho cái người nài voi đó là đúng theo cái sự thật như thế, và Đức Thế Tôn đã khiển trách là mình xuất gia không lớn có những cái hành động như vậy. Hỡi kẻ cuồng si, vì sao ngươi lại làm như vậy? Vì rằng chẳng có cỗ xe nào đưa mình đến cứu cánh cả. Chỉ có tự khắc phục lấy mình mới đi đến đó được. Do đó, hãy tự đạo luyện mình, cần gì với những phương tiện đó chứ? Rồi Ngài thuyết lên cái kệ ngôn như sau: chắc chắn không bao giờ có những phương tiện đưa đến cứu cánh. Giống như người khéo điêu luyện khắc phục tự ngã chân chánh.
mà ở đây thì không có chú giải, mà ngài cận đề với cái cảm hứng của ngài, tức là ngài phát minh á, ngài cảm hứng với cái bài kệ này: thấy ăn quảng tưởng chẳng dần nghề, sư cũng thầy nay nói lọ kia, dạy chúng làm nên thầy lại của, đường tu không biết ngựa voi xe, niết bàn là cảnh giới cao siêu, phải đến bằng danh sắc tự điều, thu thúc lục căn noi thánh đạo, đạt thành sơ quả quý hơn nhiều. Đó là bài kệ mà chúng con xin đọc đến chư đại đức tăng và đọc đến quý vị. Bài kệ ngắn thì chúng ta đọc hết cho chúng ta được hoan hỷ. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, một ngày trôi qua rất là mau. Từ sáng đến giờ, bao nhiêu cái đối tượng thiện giác đã in dấu vào con mắt của chúng ta, rồi chúng đã biến mất, chúng không bao giờ sanh trở lại. Và chúng ta cứ ngỡ rằng có con người nào đó đến gặp chúng ta, nhưng không. Đối tượng thiện giác chúng thay đổi liên tục. Ví dụ lúc này thì có người đến in dấu vào con mắt của chúng ta, lúc này thì những cái cánh hoa hồng in dấu vào con mắt của chúng ta, lúc này thì có những em bé thơ in dấu, cái sắc được gọi là em bé thơ in dấu vào trong đôi mắt của chúng ta, lúc khác thì có những cái con chó, con ong, con bướm, những cánh đồng in dấu vào con mắt của chúng ta. Và cái tâm này sinh hoạt với thân chúng ta, đi đến đây, đi đến kia, thì tất cả những cái thấy ở đằng sau lưng của chúng ta, khi chúng ta quay mặt đi thì chúng đã diệt mất, không bao giờ còn trở lại nữa. Và rồi khi chúng ta quay lại thì những cái gì ở trước mặt của chúng ta cũng đều đã diệt tận, không có ai hay con người nào ở đó cả. Quý vị có thấy tứ đại là ma quái, là quỷ quyệt, là khủng khiếp chừng nào khi mà chúng ta không hiểu được sắc, nói chi đến danh pháp, phải không? Mưa quá, quý vị chịu khó lắng nghe. Diệu pháp này có khó nghe không thưa quý vị? Chúng tôi giảng dạy diệu pháp cho quý vị đến đây chắc chúng tôi nghĩ rằng đã có được một số người đã về được với chính mình trong đời sống hàng ngày. Rồi khi cái nghe sanh khởi thì dầu là cái thấy cái đối tượng thị giác ở trước mặt chúng ta, nhưng mà tâm nó không còn nhận biết cái đối tượng thị giác nữa. Và khi có cái nghe đang sanh khởi thì chỉ có thế giới của cái nghe và cái được nghe là âm thanh, chứ cái thấy và cái nghe không cùng sanh khởi, không thể có được trong đời sống sanh tử luân hồi. Và khi cái nghe, một khoảnh khắc nghe là một quả của nghiệp, nếu không có nhĩ căn thì cái nghe không bao giờ sanh khởi, không có âm thanh thì
cái nghe không bao giờ sanh khởi. Và nếu như cái nghe không sanh khởi thì có ai có thể hiểu được cái nghe đó là nghe cái gì hay không, tham về cái gì hay không? Không thể được. Nhưng mà do có cái nghe nên là có cái xúc, nên có thọ. Có thọ lên mới có ái lên mới có thủ. Có thủ lên mới có thủ, vô minh, vân vân. Như vậy thì chúng ta thực hành chánh niệm tỉnh giác bằng cách nào? Chúng ta ngồi nhắm mắt lại để đuổi đi những cái thực tại hay là làm cái gì? Chúng ta không, cái khoảnh khắc chúng ta không muốn nghe thì không phải là cái khoảnh khắc nghe. Khoảnh khắc nghe thì không phải là khoảnh khắc muốn nghe. Nhưng mà chúng ta rất thích nghe những điều mà tâm của chúng ta thích. Nhưng mà có ai chọn lựa được âm thanh hay không? Có ai chọn lựa được cái nghe hay không? Tất cả các chư Phật toàn giác, Đức Phật độc giác, Đức Phật thinh văn giác, các ngài giác ngộ cái gì? Liệu rằng các cái đề mục thiền định có đưa người ta tới Niết Bàn hay không? Liệu rằng các cái khái niệm chế định có đưa đến Niết Bàn hay không? Liệu rằng các cái phương tiện mà đi đến trường thiền này, trường thiền khác để chúng ta ngồi ở trong đó thì chúng ta có đạt được nó hay không? Và có ai kiểm soát được các pháp hay không? Dầu là người đó, chúng tôi để ý có nhiều người ngồi thiền nhưng mà chút nữa họ vẫn nghe âm thanh, rồi họ bực mình, họ khó chịu. Các pháp vẫn xảy ra theo các nhân duyên của chúng mà không có sự kiểm soát của ai cả. Những người muốn đạt được ly tham là những người còn rất là nhiều tham. Những người chân chánh để hiểu biết rằng khoảnh khắc tham là một duyên khác, không phải là khoảnh khắc của thấy, không phải là khoảnh khắc của nghe, không phải là khoảnh khắc của sân, không phải là khoảnh khắc của thọ, mà chỉ là khoảnh khắc của tham sân khởi mà thôi. Chỉ có một khoảnh khắc đó, và rồi chúng sân khởi vào cái sát na đó và chúng diệt đi. Chúng không có sự kiểm soát của ai cả. Và không có ai có thể diệt trừ được tham, ngoại trừ trí tuệ của Bát Chánh Đẳng, hay là trí tuệ thực sự của tứ niệm xứ, tức là
rõ, biết rõ từng thực tại trong đời sống hàng ngày của mình. Với cái con đường đó, cái con đường này, nói chúng ta nhớ là nói trên cái từ ngữ thôi, cái thực tế này chính là chánh niệm về thực tại trong đời sống hàng ngày. Và không có ai thoát khỏi thực tại cả. Nhớ một điều, ai ai cũng chỉ có những cái khoảnh khắc thực tại trong đời sống hàng ngày. Tham mà đã diệt rồi, nó chưa sanh thì không ai hiểu được tham. Mà tham đã diệt rồi thì cũng không có hiểu được tham. Vậy hàng ngày cái gì làm cho chúng ta tham? Đó chính là chúng ta không có, nếu chi chúng ta không có biết được về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm trong đời sống hàng ngày là cái gì. Niệm rằng cái thấy nó có thấy được cứng, được mềm, được nóng, được lạnh hay không? Nó có sanh đến bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một sát na quả của nghiệp và kinh nghiệm đối tượng thị giác mà thôi. Và nếu như không có tứ đại thì liệu rằng đối tượng thị giác có thể xuất hiện qua mắt được hay không? Điều đó là không thể. Như vậy ở đây chúng ta đã hiểu được là tứ đại và hiểu được một sắc y đại sinh trên tứ đại đó được gọi là đối tượng thị giác. Như vậy ví dụ pháp, kinh điển, luật tạng, lời Đức Phật dạy không bao giờ ngoài cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm trong đời sống hàng ngày của chúng ta hết. Và rồi cái nghe, nếu không có tứ đại, niệm rằng có âm thanh ưng dấu vào nhĩ căn được hay không? Chắc chắn là không. Như vậy thì âm thanh có phải là cứng mềm nóng nặng hay không? Không. Bởi vì thức, nhĩ thức nó chỉ kinh nghiệm một cái sắc y sinh nửa của một tứ đại riêng biệt mà thôi. Như vậy cái nghe và âm thanh, âm thanh thì có phải là đàn bà, đàn ông, hay âm thanh chỉ là âm thanh? Và nhĩ thức thì có là ai hay không? Hay là nhĩ thức chỉ là một duyên khởi, có âm thanh in dấu vào nhĩ căn và nhĩ thức mới sanh khởi? Nếu không có nhĩ căn thì nhĩ thức có thể sanh khởi được hay không? Vậy bây giờ có âm thanh, có nhĩ thức hay không? Vậy thì chúng ta có cần phải đi tìm pháp ở đâu để hiểu hay không? Hay là những cái này có phải là chân lý hay không? Âm thanh có phải là uẩn hay không? Âm thanh có phải là sắc uẩn hay không? Uẩn là cái gì? Luôn luôn sanh diệt. Như vậy âm thanh này có khổ không? Và cái nghe này có khổ không?
Như vậy cái này có phải là khổ đế hay không? Một thánh đế đã được hiện khởi qua nghe. Và chúng ta có thường ham muốn thích thú với những gì được nghe hay không? Đó có phải là chân lý thứ hai hay không? Như vậy âm thanh có phải là tứ thánh, một trong tứ thánh đế hay không? Và âm thanh này có vô thường hay không? Và thế giới thì luôn luôn hết thấy rồi lại nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, rồi lại suy nghĩ, rồi chìm vào ngủ say, rồi lại thấy, nghe, ngửi, xúc chạm, suy nghĩ, rồi chìm vào ngủ say, và rồi chết đi. Có đau khổ không? Vậy thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, xúc chạm trong đời sống hàng ngày chúng ta không hiểu nó là cái gì. Nó là thật trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Vậy thì chúng ta đi tìm chân lý ở đâu, tìm giác ngộ bằng phương tiện nào? Vậy Phật dạy pháp về cái gì? Chánh niệm thì có phải là nhắm mắt, mở mắt hay không? Ngồi hay không? Hay là chánh niệm là một thiện tâm có trí tuệ và ghi nhận được những thực tại trong đời sống hàng ngày như chúng ta? Liệu rằng cái nghe có chánh niệm không? Cái có chánh niệm không? Cái ngửi, cái xúc chạm có chánh niệm không? Suy nghĩ có chánh niệm không? Cái mở mắt thì không phải là cái thấy, mà cái nhắm mắt thì không phải là cái mở mắt, mà cũng không phải là cái thấy. Cái mở mắt là gì? Cái mở mắt là một duy tác. Cái thấy là một quả. Cái nhắm mắt đôi khi là một động lực. Si hay là sân hay là hôn trầm thị miên hay là tha. Như vậy chúng ta thấy một cái nháy mắt thôi đã có tham ở trong đó rồi. Nhưng mà cái thấy thì không bao giờ có tham, có sân, có si. Ai thấy được điều đó? Nếu như Đức Phật không có ra đời để dạy cho chúng ta về những cái gì là thật trong đời sống hàng ngày, là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, và chúng ta lầm tưởng thế giới này là có đàn bà, đàn ông, vợ chồng, con cái, nhưng thực tế chúng chỉ là các quẩn, là các pháp hữu vi, là tâm, tâm sở và sắc pháp. Chúng sanh và diệt đi liên tục, không có sự ngừng nghỉ và không có ai ở đó cả. Và chúng ta cứ nghĩ rằng vòng quả luân, nghiệp luân nó ở đâu đó,
Nhưng mà chúng ta không biết được rằng hàng ngày chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm đều là quả của nghiệp hết á. Và những cái quả của nghiệp này là những cái sát la vô cùng ngắn ngủi, và chúng chỉ là cái tâm quả vô nhân. Như vậy chúng ta tạo bao nhiêu phước báo chỉ để làm gì? Chỉ để được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc chạm với những cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái màu, cái mùi, cái vị, cái âm thanh tẻ nhạt này. Và chúng ta tưởng rằng tôi hay, tôi giỏi, bị tự ngã nó chi phối, với thực tế nó rỗng không, nó không có cái gì cả. Nên Đức Phật dạy cho chúng ta về mọi mặt, và Ngài nói rằng vi tham, phước báo nó không là cái gì cả ngoài cái mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Hằng ngày chúng ta nhìn thấy những cái màu sắc tốt, cái màu sắc tươi nhuận, hay là những cái âm thanh du dương, mà tất cả cái đó dầu là nó xấu, nó tốt gì, nó cũng đều vô thường hết. Nhưng mà chúng ta có phiền não, có khổ đau vì cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày không? Cái mà chúng, cái được thấy mà chúng ta không ưa, không thích, chúng ta có muốn gặp nữa không? Chúng ta có thù, có oán, về nhà chúng ta có suy nghĩ giết hại, oán thù không? Nhưng mà khổ một lỗi, tất cả những đối tượng thì giác chúng đều là vô tri vô giác. Là những cái sắc màu của những cái tứ đại khác nhau in dấu vào nơi con mắt của mình. Âm thanh cũng vậy, quý vị nghe chúng tôi thuyết pháp chắc quý vị nghe rất là lạ. Rất là lạ phải không? Nhưng mà không có cái gì lạ cả. Vì sự thật chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Liệu rằng chúng ta có giác ngộ trên cuốn kinh được không? Hay là chúng ta phải giác ngộ trong đời sống thực của mình? Liệu rằng chúng ta có mua, có bán, có lăng lỉ, có hối lộ được trí tuệ của ai đó được không? Đức Phật có ban trí tuệ được không? Nếu mà ban được thì Đức Thế Tôn không có kham nhẫn và thương đời. Ngài đi thuyết dạy, thuyết giảng diệu pháp khi Ngài giác ngộ, cho tới khi mà chỉ còn một tiếng nữa Ngài vô dư niết bàn, Ngài vẫn nói lên cái con đường, cái lý tứ thánh đế và bát thánh đạo. Và Ngài còn nhắc nhở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, còn ai nhớ không? Là hãy lấy giáo pháp, kinh và luật làm thầy. Hãy nghiên cứu thật kỹ. Đức Phật không có dạy cái gì ngoài cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày của chúng ta cả. Tại sao vậy? Tại vì những cái thứ này mà chúng ta không hiểu thì phiền não, tham, sân, si, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, chúng luôn luôn được tích lũy, và ý niệm về ngã luôn luôn cho cái thứ này. Là một cái thứ gì đó. Và không có một cái phương tiện nào, không có một ai có thể có năng lực đưa chúng ta tới niết bàn được cả.
mà chỉ có vậy. Chỉ có nhân và duyên tiếp cận được với chánh chi kiến, tiếp cận được với chánh pháp, tiếp cận với được với bậc hiền trí, giảng dạy cái diệu pháp một cách trung thực, nói nổi bật lên những cái đời, cái thực tại trong đời sống hàng ngày, để chúng ta không có xa rời với cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm nữa. Và chúng ta để ý đi, bất cứ khi nào mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta chạy ra đâu đó, là tâm của chúng ta nó mệt mỏi, nó oán hờn, nó ganh tị, nó tật đố, nó sân tham, nó bỏng xẻng, nó keo kiết, nó suy nghĩ chấp thủ tôi và của tôi. Còn khi mà chúng ta thấy, ồ cái thấy chỉ là một quả của nghiệp, cái thấy này chỉ là một thức, không phải là ai thấy, không phải là tôi thấy. Khi có cái thấy, chúng chỉ là một pháp, không có con người thấy, không có ai thấy cả. Cái thấy này chúng không thấy con người, cái thấy này chúng không có biết đối tượng thiện ác là xấu, là đẹp, là đàn bà, đàn ông. Chúng chỉ đơn thuần biết đối tượng thiện ác như là mà thôi. Chúng không cho cái đối tượng thiện ác này là gì cả. Và khoảnh khắc sau của cái thấy thì nó cũng biết cái đối tượng được thấy, nhưng mà nó không có chức năng thấy. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái thấy nó phải diệt đi thì cái tham, cái xúc nó mới sanh ra thọ, thọ mới sanh ra ái. Và ngay bây giờ chúng ta nhắm mắt lại thì thế giới con người ở đâu? Hay chỉ còn là suy nghĩ? Để tất cả những cái gì đẹp xấu, quán thù, lúc mà chúng ta ngủ say thì nhà cửa ở đâu, con cái ở đâu, cha mẹ ở đâu, thân thể ở đâu, tiền bạc ở đâu? Nhưng khi cái thấy thức dậy thì sẽ có con cái, nhà cửa, vợ chồng, mọi thứ đều quan trọng. Tôi ta đều thức dậy hết. Nên người trí phòng hộ các căn là gì? Không phải là ngồi nhắm mắt lại, mà người trí thật sự hiểu, biết với chánh niệm tỉnh giác. Khi biết được rằng lúc mà cái thấy sanh khởi thì không có sanh khởi, lúc có tham sanh khởi thì không có thấy, không có cái thấy sanh khởi. Khi tham sanh khởi thì không có sân sanh khởi. Người trí thấy rằng tham thì không phải là thọ, từng pháp khác biệt. Thọ là một cảm giác, tham là một trạng thái dính mắc. Hai cái pháp này không bao giờ nó có thể đồng hóa với nhau được. Và chắc chắn tham này nó phải đến từ thấy, từ nghe, từ ngửi, từ nếm, từ xúc, từ chạm, từ suy nghĩ. Như vậy để cho chúng ta thấy sáu ái xuyên qua các căn môn trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và nếu nó chỉ có một đối tượng thị giác thì không có ai sân, ai tham cả. Nó có rất nhiều những cái đối tượng thị giác, và nghiệp quá khứ là vô lượng. Chúng có thể in dấu vào mắt bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào.
Như vậy nếu mà chúng ta không hiểu được những cái này thì liệu rằng có tiếp bàn được không? Chúng ta không hiểu được cái này thì chúng ta có phá hủy được ý niệm về ngã tôi là hay là của tôi được không? Nếu rằng cái thấy nó không diệt đi thì nếu cái nghe nó có sanh khởi được không? Nếu mà cái nghe nó sanh khởi thì lúc đó không thể có cái thấy ở đó được. Như vậy cái thấy phải diệt đi, cái nghe mới sanh khởi. Đó là sự sanh diệt của các pháp. Cái thấy không thể tồn tại lâu dài được, vì bản chất của chúng là hữu vi duyên sắc. Người mù thì không thể thấy được, người điếc thì không thể nghe được. Nhưng mà thế giới này còn cái gì ngoài thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm? Chắc chắn là không. Chúng ta có cần phải đi tìm tứ đại, đi tìm sắc pháp ở đâu đó không? Chúng ta có cần phải ngồi thiền để chúng ta quán cái này, quán cái kia hay không? Nếu chúng ta không hiểu biết thì chúng ta có làm cái gì để hiểu được không? Hiểu biết nhiều rằng chúng ta không nghe diệu pháp một cách chân chánh, đó là cái duyên của chúng như vậy, không nghe lời Đức Phật và không như lý tác ý, thì liệu rằng chúng ta có thể làm cái gì cho trí tuệ sanh khởi được không? Chắc chắn là không. Vậy con đường tứ niệm xứ là gì? Nếu như không hiểu được thực tại trong đời sống hàng ngày thì tứ niệm xứ nó có sanh khởi được hay không? Không bao giờ. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Những cái người, những vị đã thuyết pháp, giảng giải diệu pháp hầu như suốt cả cuộc đời của mình rồi, nhưng mà có nếm được hương vị một chút nào của pháp bảo không? Chỉ có các ngài nào chỉ có trí tuệ thực sự hiểu biết mà thôi, chứ không có ai ở đây cả. Ngôn ngữ là một cái bẫy, nhưng mà thiếu ngôn ngữ chúng ta cũng không thể vào diệu pháp được. Có ai chỉ ra xem rằng là cái thấy bây giờ có ai tạo ra được cái thấy không? Chúng ta có muốn mình thấy được những cái đối tượng mà mình thích được không? Chúng ta có chọn lựa được đối tượng thì hay không? Hay là chúng ta mở mắt ra và cái thấy và cái được thấy đó có mặt rồi? Khi mà chúng ta hiểu được cái thấy thì chúng ta cũng hiểu được cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm. Và chúng ta cũng hiểu được ngũ uẩn là gì, danh sắc là gì, tứ đế là gì, 12 xứ là gì, 18 giới là gì, duyên sanh là gì. Còn thực tại trong đời sống hàng ngày chúng ta không lắng nghe, không dần biết về chúng, thì chúng ta học hiểu diệu pháp của Đức Phật chỉ trên ngôn ngữ nó cũng tốt đẹp, nhưng mà nếu chúng ta giảng dạy diệu pháp là chúng ta là những kẻ chăn con bò người.
Và khi chúng ta bắt đầu dần hiểu được cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong đời sống một ngày, chúng ta sẽ không bao giờ theo một phương pháp nào. Vì chúng ta đã hiểu thực tại ở đâu, chánh niệm là gì, hiểu biết ở đâu. Và người đó hiểu lý vô ngã, không có ai có thể kiểm soát được các pháp, không có ai có thể tạo được một cái gì cả. Kể cả hàng trăm ngàn kiếp nữa, người trí cũng hiểu không sao. Người trí xác định một cách chân thật rằng cái hiểu biết mới chỉ ở đây thôi. Và có thể ngày mai hay 10 năm nữa, một sát na trí tuệ của Tứ Thánh Đế nó sanh khởi. Chuyện là của nó. Và cái duyên của người trí này tiếp tục nghe diệu pháp, và tiếp tục nghe diệu pháp về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm trong đời sống hàng ngày. Nghe đi, nghe lại, nghe lại, nghe đi, nghe lại, nghe tới, nghe lui. Nghe hoài mà không bao giờ biết chán. Vì người trí hiểu rằng chỉ có cái này mới là nền tảng của sự giác ngộ. Đường đến Niết Bàn á, quý vị thấy đường đến Niết Bàn, đường đến Niết Bàn đơn giản không? Rất đơn giản phải không? Nghe thì rất đơn giản phải không? Nghe cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm, đụng sao mà nó đơn giản thế? Nhưng mà chỉ có chư Phật toàn giác mới hiểu được cái thấy như chúng là. Chỉ có chư Phật toàn giác mới biết cái thấy có bảy sắc la sở hữu sanh khởi chung với chúng mà thôi. Chỉ có bậc toàn giác mới hiểu cái thấy là quả của nghiệp thôi. Ngài không có ra đời thì không có ai nói cho chúng ta biết những cái này là quả của nghiệp đâu. Và sau cái thấy chúng ta có bực mình, có khó chịu không? Nếu chúng ta gặp cái cảnh đối tượng thị giác đó làm cho xúc nó sanh khởi, làm cho thọ u thọ khổ nó sanh khởi, có phải là duyên sanh chưa? Có phải là vô minh duyên hành chưa? Về hành lại duyên thức chưa? Thức rồi lại duyên danh sắc chưa? Danh sắc lại duyên lục nhập chưa? Lục nhập duyên xúc chưa? Xúc là duyên thọ, thọ là duyên ái chưa? Ái là duyên thủ chứ, thủ là duyên xăm, xăm là duyên cho già chết sầu bi khổ ai chứ. Khi nào mà chúng ta thức, chúng ta thức dậy là chúng ta thấy chỉ là đối tượng thị giác, chỉ là đối tượng thị giác. Chỉ là đối tượng thị giác, chỉ là đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác thì nó có biến mất không? Hay nó còn ở đó? Và một đời của chúng ta đã gặp bao nhiêu đối tượng thị giác thì chúng ta có nhớ không? Chúng ta chỉ nhớ một vài cái đối tượng thị giác in đậm mà chúng ta suy nghĩ về chúng, lâu lâu chúng ta suy nghĩ về một chút thôi. Chứ còn hàng tỷ tỷ cái đối tượng thị giác, chúng đã diệt, sanh và diệt. Rồi ngày mai chúng ta thức dậy,
thì cũng như chừng những cái đối tượng thị giác khác nhau nó in dấu vào nhãn căn này. Nó là ai? Nó là cái gì? Như vậy có phải là chúng ta tham sân si những cái đã diệt rồi không? Những cái đã sanh và diệt không? Như vậy thì chúng ta thấy không có phương tiện xe cộ nào mà đạt đến Niết Bàn được cả. Chỉ có người tự điều. Người tự điều là gì? Người đó tự phát triển hiểu biết, phát triển tâm trí, nghe diệu pháp, phát triển tâm trí, tích lũy cái dòng thiện pháp với ba la mật, thấu hiểu về các thực tại trong đời sống hàng ngày từng chút một, tự thân mình, rồi mới thấy các pháp hữu vi như thực như chúng là. Là không ai cả, là không tự ngã, là vô thường, là biến hoại. Thì mới ni tha mới đoạn diệt được. Người tự điều ở đây là gì? Là người đã thấy ra các pháp hữu vi, đã thấy ra thế giới năm uẩn và thế giới chấp thủ năm uẩn, đã thấy ra cái con đường tứ thánh đế, con đường tứ diệu tứ, đã tự điều phục được các căn, đã phát triển được cái sức mạnh nội tâm tính tấn niệm định tuệ. Đã trực nhập những cái thực tại trong đời sống hàng ngày khi chúng có mặt. Vì đó đã nhớ đến có mặt ở đó với chánh niệm tỉnh giác, vì đó chính là cái trí tuệ, cái tỉnh thức. Vì đó đến đức là nhờ điều phục, nhờ điều phục, nhờ điều phục, là không tham với đối tượng được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được xúc, được chạm nữa. Bởi vì chúng sanh và diệt chúng có là ai đâu mà tham. Chúng chỉ là các cái sắc vô tri vô giác, vô thường, biến hoại, đổi thay. Mà các cái sắc này chúng có vô trùng, vô lượng những cái tên gọi, nào như là tuệ nhẫn, nào như là dạng đông, nào như là hoa hồng, hoa huệ, hoa lan. Nhưng mà ẩn ở trong đó là cái thật, là không có tên tuổi gì cả. Tất cả chúng ta đến đây với khoảnh khắc đầu tiên của cuộc sống chưa có tên, chưa có biết cha mẹ mình là ai, chưa có dòng họ, chưa có tưởng chi về thế giới này. Bởi vì tất cả chúng sanh xuất hiện trong đời sống này từ thô thì tất cả đều là sát na của quả, của nghiệp. Mà tất cả chúng sanh chết đi cũng chỉ là một sát na của quả và nghiệp. Mà cái quả đó cũng chỉ là một tâm chúng sanh khởi và rồi diệt đi, rồi cái tâm tử chúng cũng phải sanh lên và rồi diệt đi. Như vậy không có ai chết và cũng chẳng có ai sống ở đây, mà chỉ có các pháp duyên sanh. Nhưng mà chúng ta ảo tưởng với ý niệm về ngã, nên là hàng ngày chúng ta bận rộn với cái tôi, cái của tôi, cái tự ngã của tôi, mà chúng ta không biết được những cái thứ đó chỉ là sản phẩm của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc, của chạm, của cứng mềm, nóng lạnh, của suy nghĩ mà thôi. Không có ai ở đây hết.
Thật pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càng Thác Bà, Xuất Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, A Tu La, Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa, mong cho tất cả quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Phước lành này công nguyện là nhân là duyên, thành tựu chánh chi kiến, thành tựu ba la mật, thành tựu đạo quả, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Vì sanh tử luân hồi là khổ đau, vì chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng, do lời chân thật này mong cho con đạt được như theo ý nguyện. Nam mô Bụt Tha. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay. Số 323 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức và kính thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa Minh Hạnh đã rời rum. Và con kính dâng mít đến sư. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha sabba dhamma sabba sangha anupavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha sabba dhamma anupavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anupavena sada soti bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lỗi thường thường đến người. Xin cho quả có tâm tính thành tâm bảo, thành tựu mỹ mãn cho được, thành tựu mỹ mãn cho được, thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lần thai. Chúng con kính tri ân thường tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Yane wa ta samti vihara wa si ni tu ve ga re bo thi ga re ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiền ca ron te tha vi hà ra măng đa lê thể ra cha mát cha na qua ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha ne sa ni ga ma cha is sa ra